chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kemoton. Ở clip hôm nay thì mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn anh em cái cách lựa chọn cái mà anh em rất là quan tâm hiện nay và thường xuyên đặt hàng bên mình đều có cái nhu cầu là muốn mình tư vấn xem là lựa chọn cho các bạn một cái bóng đèn như thế nào sao cho nó hợp lý. Và ở clip này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách lựa chọn những cái bóng đèn đó để mình lắp vào những cái chiếc pha đèn đó sao cho nó phù hợp nhất có thể, cái độ sáng đưa ra một cách tối ưu, ánh sáng phát ra là tối đa, cũng như là cái độ gom sáng, cái độ cắt sáng nó sẽ hợp lý như những cái bóng zin ở trên xe các bạn đó. Thì cái cách lựa chọn như thế nào cho nó phù hợp với chúng ta thì nó sẽ là như thế nào. Ở đây thì theo như quan điểm của mình, nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là bóng đèn, thứ hai sẽ là shop. Shop là những cái cửa hàng mà chuyên cung cấp những cái bóng đèn này. Họ sẽ phải tìm kiếm lựa chọn sàng lọc như thế nào để có những cái bóng đèn, có những cái sản phẩm nó tốt nhất có thể và cái độ tối ưu ánh sáng nó tốt nhất có thể để ship hàng cho các bạn. Khi các bạn nhận vào những cái bóng đèn đó thì chúng ta sẽ được những cái bóng đèn nó có ánh sáng ưng ý. Thứ nhất là giá thành, thứ hai là độ sáng. Rồi chúng ta bắt đầu đi vào tiến hành cái công tác là làm như thế nào để lựa chọn cho mình một cái bóng nó sẽ tối ưu với cái pha đèn của chúng ta. Trước tiên đi vào cái vấn đề là lựa chọn những cái bóng đèn sao cho nó phù hợp thì mình có đôi điều chia sẻ với anh các bạn. Đó là anh em có thể biết là ở trên thị trường xe máy cũng như là ô tô nó sẽ có rất nhiều những cái loại pha đèn khác nhau. Thì anh em cũng có thể biết rồi. Ví dụ như cái pha zin thì nó sẽ phải sử dụng cái loại bóng như thế nào, và cái pha uây thì nó sẽ phải sử dụng những cái bóng làm sao, rồi là những cái pha thì to, pha thì nhỏ, pha thì hình tròn, pha thì hình vuông. Đó, thì cái cách lựa chọn nó sẽ là làm sao. Và bây giờ là mình sẽ đi vào tiến hành chia sẻ với anh em cái cách lựa chọn những cái bóng led sao cho nó phù hợp. Trước khi đi vào tiến hành lựa chọn những cái bóng led cho nó phù hợp thì mình xin phép chia sẻ luôn với anh em đây là một cái bóng zin. Đó, thì anh em thì biết là những cái bóng Philips này thì nó sẽ đại diện là cho những cái bóng zin ở trên xe, những cái chiếc xe máy thân yêu của chúng ta, hoặc là những cái chiếc xe ô tô nó sở hữu những cái loại chân mà đuôi dạng là H4 hay còn gọi là những cái bóng ba chân như thế này. Ở đây nó có ba cái chấu thì thường anh em sẽ gọi là bóng ba chân, nhưng mình ở đây là mình quy ước nó sẽ là bóng H4 là sẽ là cái chuẩn đuôi như thế này. Đó, thì anh em để thấy là cái bóng H4 zin ở trên xe thì anh em có thể thấy là ở đây nó sẽ có một cái phần bên trong nó sẽ có phần cái cong như cái muôi đó để nó hắn hắt ánh sáng từ dưới hắt ngược lên trên đỉnh cái pha, và từ cái pha nó sẽ hắt xuống mặt đường, đó là ánh sáng cốt. Còn ánh sáng pha thì nó sẽ là một cái tóc ở phía đằng sau này. Đó, một cái tóc ở phía đằng sau này thì anh em mình nhìn thấy. Đó, thì cái bóng này nó sẽ là dạng quang phổ hắt tán xung quanh. Là khi mình bật cái bóng này lên thì cái tóc ở trong giữa này nó sáng thì nó sẽ đưa ánh sáng sang xung quanh, thì nó sẽ có một cái chùm ánh sáng tối ưu nhất cho những cái pha đèn của các bạn khi mà nó dọi xuống phần đường của chúng ta. Thì anh em có thể để ý là ở trên những cái bóng đèn hiện nay, những cái bóng led, ví dụ như ở đây là mình có một cái bóng nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây. Đó, cái bóng GT thì anh em để thấy là ở đây cái phần chip led họ cũng sẽ làm cho chúng ta hai cái phần cản sáng này để ánh sáng nó được tối ưu, không gây chói mắt cái người ngược chiều khi chúng ta bật ở chế độ cốt. Còn chế độ pha thì nó sẽ bên ngoài cái vùng mà nó có phần cái muôi ở đây để nó cản ánh sáng, thì ánh sáng nó sẽ đưa sang hai bên. Đưa sang hai bên như thế thì ánh sáng nó sẽ tương tự như cái bóng zin của chúng ta ở đây. Đó, cho nên là những cái bóng mà có ánh sáng mà đưa ra hai bên như thế này, ánh sáng rất là tối ưu. Và mình xin phép mình chia sẻ với anh em là ở đây mình có khá nhiều những cái loại bóng led. Thì ở đây là mình sẽ có bóng dành cho xe zin này, xe uây đời cũ này, những cái bóng led mà dạng kiểu chân H4 này. Đó, thì ở đây là mình sẽ có hai dạng. Và những cái bóng led bi thì ở đây là mình sẽ dùng cái G2 làm ví dụ cho anh em. Led bi thì nó có khá nhiều dạng, nhưng mà mình ở đây là mình sẽ chỉ lấy cái bóng G2 để làm ví dụ cho anh em. Thì anh em có thể để ý cho mình là ở đây mình có khá nhiều các cái sản phẩm bóng led để dành cho lắp cho nhiều loại xe khác nhau với mục đích sử dụng khác nhau. Thì anh em có thể để ý cho mình là thường là bên mình sẽ lựa chọn là những cái bóng mà có hai tim ở hai bên,
hoặc là 1 trên 1 dưới. Không bao giờ mình sẽ lựa chọn những cái loại bóng mà có 3 tim hay 6 tim anh em nhé. Pha và cốt nó không phân biệt rõ ràng và ánh sáng, cái chùm ánh sáng nó đưa ra nó bị phức tạp. Nó bị phức tạp như thế thì cái hiệu ứng ánh sáng nó đưa xuống mặt đường nó sẽ không đẹp, nó sẽ không phân biệt đâu là cốt và đâu là pha, ánh sáng nó tỏa như một cái bóng học đó. Rồi thì cái này thì nó do cái phần lựa chọn của các cái shop mà họ lựa chọn những cái bóng hàng để ship hàng cho anh em, thì cái đó thì mình sẽ không bàn đến sâu. Còn ở đây thì mình sẽ chỉ bàn đến cái vấn đề là những cái sản phẩm bên mình lựa chọn để ship hàng cho anh em, để sao cho khi mà gắn vào pha đèn của anh em nó sẽ phù hợp như ánh sáng zin ở trên xe. Và trước mắt anh em thì ở đây là mình sẽ có một cái bóng L8, nó sẽ là sở hữu hai chip LED, một trên và một dưới. Đó, thì một trên và một dưới này nó sẽ như thế nào? Thì anh em có thể là để ý cho mình, đây là một cái bóng zin. Ở cái chế độ cốt thì chúng ta sẽ có cái phần cản ánh sáng ở trong cái bóng này, cái phần sắt đây nó sẽ hắt ánh sáng lên. Thì ở trên cái bóng L8 đây thì nó sẽ làm cho chúng ta cái phần chip LED nó hắt lên. Và ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái phần chip LED này nó thấp hơn là cái phần nhôm ở phía đầu này. Thì nó sẽ có cái hay là khi chúng ta lắp lên xe nó sẽ có cái phần cản ánh sáng, giúp cho cái người ngược chiều đi khi và nhìn vào cái pha của chúng ta nó sẽ không nhìn thấy cái phần nhân chip LED ở trong này. Thì nó sẽ giúp cho cái bóng đèn này có cái độ cản ánh sáng nhất định để khi chúng ta bật chế độ cốt nó sẽ không gây chói mắt cái người ngược chiều. Đó, đây là cái kinh nghiệm chọn lựa những cái bóng để sao cho cái ánh sáng cốt nó cắt đẹp cũng như là nó sẽ không gây chói mắt cái người ngược chiều. Và anh em để ý là cái phần chip LED cốt ở đây nó hất lên trên, thì khi chúng ta bật ánh sáng lên nó sẽ phản xạ ngược lại mấy cái pha thì nó sẽ hất ánh sáng xuống mặt đường. Còn ở cái chế độ pha thì ở trên cái bóng zin của chúng ta nó sẽ có cái phần ánh sáng chạy tỏa xung quanh này, đúng không ạ? Và khi chúng ta bật chế độ pha thì ánh sáng nó sẽ chạy theo tứ hướng cho các hướng. Còn cái bóng led nó sẽ ánh sáng của bóng led là nó sẽ định hướng, ví dụ như phần chip cốt chip pha của cái bóng L8 này khi chúng ta bật pha thì nó sẽ sáng ở phía bên dưới cộng mấy sáng phía bên trên, thì ánh sáng nó sẽ đưa ra là cả pha lẫn cốt, nó sẽ đưa cho chúng ta là ánh sáng cả xa lẫn gần. Cái điều này nó sẽ tối ưu hơn là cái bóng zin của các bạn. Cái bóng zin của các bạn này khi chúng ta bật cốt thì ánh sáng cốt sáng, và khi bật pha thì nó sẽ tắt cốt và nó sẽ sáng pha. Đó thì có một là gần, hai là xa. Còn ở cái chế độ bóng L8 ở chúng ta ở đây, họ sẽ tính toán cho chúng ta khi cần chiếu gần thì ánh sáng nó sẽ ở tầm gần, và khi chiếu xa thì ánh sáng nó sẽ đưa ra xa do chip pha ở đây nó sẽ đưa ra. Và đồng thời là cái phần chip cốt này họ vẫn cứ để nguyên cho chúng ta nó sáng như thế, thì ánh sáng nó sẽ trải dài hơn là cái bóng zin đó, vì là nó sẽ trải từ phần chip cốt cho đến phần chip pha, ánh sáng nó sẽ trải dài trên mặt đường giúp cho chúng ta sẽ dễ nhìn được hơn. Hiện tại bây giờ là mình đang cầm một cái bóng thế hệ mới phiên bản BMA bản 2020, được anh em đặt hàng rất là nhiều, bởi vì là mình cũng mới làm video clip để lên cách đây được vài ngày thôi, nhưng mà cái số lượng anh em đặt hàng cái bóng này rất là nhiều. Thứ nhất là giá thành nó hợp lý, thứ hai là độ sáng nó cao. Nhờ được thiết kế phần chip LED thế hệ mới thì anh em thì thấy là phần chip LED thứ nhất là to hơn, đẹp hơn, mượt hơn. Đó, đây là phần chip cốt và phần chip pha. Đó, thì anh em có thể để ý cho chúng ta là lý do tại sao mà cái phần chip cốt cũng như chip pha ở đây thì anh em thể để ý nó sẽ là lệch nhau. Phần chip cốt thì nó sẽ thiên về hướng đằng trước nhiều hơn, còn phần chip pha thì nó lại tụt về phía đằng sau. Thì cái này là do nhà sản xuất người ta sẽ tính toán, người ta sẽ thiết kế để sao cho cái ánh sáng nó sẽ tối ưu xuống mặt đường tốt nhất. Thì những clip trước thì mình đã chia sẻ với anh em cũng như là mình test thực tế rồi, thì anh em thì biết là cái độ sáng khi mà bật pha cốt nó sẽ là như thế nào rồi. Đó thì bây giờ là mình xin phép mình sẽ chia sẻ với anh em. Ở đây là mình sẽ có một cái bóng mà nó sẽ là dạng sáng ở hai mặt trên và dưới. Đó, ở đây thì anh em thể để ý là khi cái bóng này bật ở chế độ cốt thì cái phần chip cốt ở đây nó nằm rất là thấp ở phía cái đầu xanh ở chúng ta ở đây, nó nhô lên rất là cao. Thì khi chúng ta bật cốt như thế thì cái người ngược chiều nhìn từ đằng trước lại ấy, nó sẽ được cản do cái đầu xanh ở đây, giúp cho là không bị chói mắt những cái người ngược chiều khi chúng ta bật ở chế độ cốt. Và tất nhiên là khi chúng ta bật pha lên thì cái bóng nào nó cũng sẽ chói mắt rồi. Đó,
thì anh em thể để ý. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đến một cái phần khác nữa. Và tiếp theo là trên tay mình đang cầm một cái bóng LED B mini. Cái bóng này là bóng G2 chân H4. Đó thì cái chân H4 này thì anh em thì biết là đặc trưng của cái chân H4 này, nó sẽ có ba cái cạnh ở ba góc ở đây. Đó, thì cái bóng này nó sẽ khác với những loại bóng khác, nó là bóng bi. Thì ở đằng trước này nó sẽ sở hữu một cái bóng bi, có thể là bằng nhựa hoặc bằng kính. Thì thường những cái bóng mà rẻ tiền ấy, cái này nó sẽ là bằng nhựa, thì cái ánh sáng nó đưa ra nó sẽ không được tối ưu. Còn những cái bóng mà dạng cao cấp hơn một xíu thì nó sẽ là có bằng thủy tinh. Đó, thì anh em mình nhìn thấy cái bi trông rất là đẹp này. Chúng ta nhìn vào nó sẽ có cái ánh xanh. Đó, cái đường ở đây nó sẽ có cái ánh xanh, để khi chúng ta soi ra ngoài thì nó sẽ có cái ánh xanh. Rồi cái đó thì mình sẽ không bàn đến. Và bây giờ là chúng ta sẽ nhìn cho chúng. Đó, thì anh em thì nhìn thấy cái bóng G2 ở đây. Thì khi chúng ta nhìn vào như này thì sẽ nhìn thấy một cái nhân chip LED. Đây là phần cốt được nằm ở phía trong này. Đó, nó hơi tối. Được nằm ở phía trong này. Thì anh em thể thấy là ở đây nó sẽ là có hướng lên trên và hướng xuống dưới. Ở cái cấu tạo của cái bóng G2 ở đây, nó sẽ là dạng bi. Thì bắt buộc nó sẽ phải có một cái nõn được tráng một cái lớp như bên trong cái chóa đèn của chúng ta. Nó sẽ phản ánh sáng. Khi mà phần chip cốt của chúng ta bật lên, nó sẽ sáng và nó hắt ánh sáng lên đây. Thì cái phần này sẽ được nhà sản xuất sẽ tính toán để nó sao cho nó tối ưu, để nó đưa cái chùm sáng mạnh nhất có thể và gom nhất có thể, để từ cái phần chip LED ở đây nó đưa ra cái phần bi ở đầu này của chúng ta, nó sẽ tối ưu nhất có thể. Thì cái phần này thì chúng ta sẽ không thể can thiệp gì vào ở trong này, bởi vì là mặc định của nhà sản xuất, họ sẽ tính toán cho chúng ta. Đó. Và cái phần chip bên dưới đây sẽ là phần chip pha. Thì khi anh em bật pha lên như thế thì cái bóng nó sẽ hất ánh sáng từ cái phần chip pha đây xuống cái mặt pha của chúng ta, và nó sẽ được đưa ra đằng trước. Đồng thời là nó sẽ tận dụng ánh sáng của chip cốt đưa ra, thì nó sẽ tối ưu cho chúng ta là nhìn từ gần đến xa. Còn những cái bóng zin ở trên xe là gần, xa là xa. Đó, cái khác biệt của những cái bóng trên xe cũng như là những cái bóng LED thế hệ mới này, nó sẽ có cái tối ưu cái phần ánh sáng là như thế. Và bây giờ là mình sẽ đi chia sẻ và hướng dẫn anh em cái cách lựa chọn cho mình những cái bóng như thế nào sao cho nó phù hợp. Và bây giờ là mình sẽ đi chia sẻ và hướng dẫn anh em cái cách lựa chọn những cái bóng sao cho nó phù hợp nhất đối với lại những cái chiếc pha zin bản trên xe của chúng ta, là những cái chiếc pha đã đi theo cái chiếc xe của chúng ta là từ lúc mua. Và bây giờ là sau khi đi lâu ngày thì những cái bóng zin ở trên xe của chúng ta nó sẽ có hiện tượng gọi là già bóng. Ở đây thì mình đang có một cái bóng zin, thì anh em thì thấy ở đây nó sẽ bị ám vàng ở đây, cộng với lại cái phần này nó bị đốt nóng lâu ngày nó sẽ bị ra màu khác thì đúng không ạ? Anh em có thể nhìn rõ. Cộng với cái việc là những cái phần ở đây nó bị đốt nóng lâu ngày nó sẽ bị biến chất đi. Phần cái tóc này nó sẽ giảm ánh sáng đi, cái tuổi thọ của cái bóng này nó đã giảm đi rồi, nó rất là tối. Thế nên là chúng ta sẽ phải lựa chọn một cái loại bóng khác để thay thế. Thì ở clip này thì mình sẽ chia sẻ với anh em cách lựa chọn như thế nào sao cho nó phù hợp. Thì những cái bóng trên thị trường hiện nay nói chung thì anh em thì biết là nó sẽ có thể là hai tim ở hai bên, hai tim một trên một dưới, hoặc là ba tim sáu tim. Thì mình khuyên anh em nên lựa chọn những cái loại là hai tim hai bên hoặc là hai tim trên dưới nhá, không nên lựa chọn loại ba tim sáu tim. Đó, lý do như thế nào thì đầu clip thì mình đã chia sẻ với anh em rồi. Và bây giờ là mình sẽ đi chia sẻ với anh em cách lựa chọn những cái bóng như này. Thì khi anh em sẽ lựa chọn cho mình những cái bóng như thế nào. Đó, thì anh em có thể để ý cho mình ở đây là cái phần cái đuôi H4. Và đây cũng là cái phần đuôi H4. Thì mình sẽ đặt vào nhau như thế này. Thì anh em thấy nó bằng đúng không ạ? Đó, thì anh em sẽ lựa chọn cho mình những cái bóng nào mà nó có những cái phần chip cốt và chip pha nó sẽ tương ứng ở những cái bóng zin ở trên xe. Đó, thì mình sẽ đặt như này để anh em dễ theo dõi đúng không ạ? Đó, anh em nhìn đấy ạ, cái phần chip pha thì nó sẽ tương ứng với phần cái tóc pha ở trên bóng zin, và cái phần chip cốt thì nó cũng tương ứng với phần chip cốt ở trên bóng zin. Đó, phần tóc cốt trên bóng zin chứ. Thì những cái bóng như thế nó sẽ đưa ra những cái chùm ánh sáng nó sẽ tương tự như những cái bóng zin ở trên xe. Còn những cái bóng mà có thể là cái phần chip này nó tụt xuống hoặc nó cao hơn, hoặc là cái phần chip cốt này có thể là nó cao hơn hoặc nó tụt xuống, như thế thì nó sẽ gây ảnh hưởng cho cái bóng đèn khi mà chúng ta lắp mới vào, nó sẽ có ái chùm ánh sáng nó sẽ không được tối ưu như là những cái bóng zin ở trên xe của các bạn. Và anh em có thể lựa chọn cho mình những cái bóng mà cái phần chip LED
họ gắn lên cái phần mạch ở đây, nó phải là cái loại mà có cái miếng đồng như thế này, thì những cái chất lượng của những cái bóng đó thì nó sẽ được tản nhiệt tốt hơn, thì cái bóng của chúng ta nó sẽ sáng hơn khi mà chúng ta bật nóng đó. Thì anh em có thể để ý ở đây là mình sẽ có một cái bóng bi LED G2 này, ở đây cái phần chip LED nó gắn lên cái thanh đồng như này, thì cái thanh đồng nó sẽ tản nhiệt ra cái thân nhôm của cái bóng này, nó sẽ tốt hơn, thì cái hiệu suất của ánh sáng khi mà mình bật lâu nó sẽ không bị giảm sút đó. Còn nếu mà gắn lên cái thanh nhôm thì thường nó cũng là những cái bóng rẻ tiền thôi, thì nó sẽ tiết kiệm chi phí thì nó sẽ gắn lên thanh nhôm. Ở đây thì mình có một cái bóng rẻ tiền đó, thì anh em thì thấy là nó gắn lên cái miếng trắng này, cái miếng trắng này là miếng bằng nhôm anh em nhé, chứ không phải bằng đồng đâu. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi hướng dẫn và chia sẻ anh em cái cách lựa chọn những cái bóng dạng khác đi. Và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ anh em cách lựa chọn những cái bóng mà dạng khác. Thứ nhất là cái bóng mà có ánh sáng hai tốc phát quang ở hai bên, và cái bóng L8 này nó sẽ là ánh sáng phát quang ở hai mặt trên và mặt dưới. Đó, cái bóng đỏ ở đây nó sẽ là hai bên trái phải, còn này là nó sẽ là sáng trên và dưới. Và bây giờ là mình sẽ chia sẻ với anh em có thể là lựa chọn như này. Thứ nhất là anh em có thể là cầm cái bóng zin ở trên xe, là cái bóng halogen, thì anh em có thể là so ngang sang cho mình. Ở đây nó sẽ là chip cốt của cái bóng L8, thì anh em có thể so ngang sang thì nó sẽ cao bằng cái phần tóc cốt của cái bóng halogen, và cái phần tóc pha của cái bóng L8 này thì anh em so ngang sang thì nó cũng sẽ cao bằng cái phần tóc pha của cái bóng halogen. Thì như thế là nó sẽ đưa ra cái chùm ánh sáng tương tự như những cái bóng ở trên xe. Đó, đây là cái bóng mà dạng trên dưới. Còn đây là hai mặt trái phải anh em nhé. Và nhân tiện ở clip này thì mình xin phép mình chia sẻ luôn cái cách chỉnh của cái bóng G2 H4 BLED ở đây. Thì anh em đặt hàng cái số lượng cực kỳ nhiều về gắn lên xe ấy, thì thường anh em hay hỏi mình là cái cách chỉnh cao thấp của cái bóng này nó sẽ ra làm sao. Thì mình xin phép chia sẻ với anh em là anh em thì biết là cái phần cốt ở đây nó sẽ được tối ưu để nó đưa ánh sáng ra phần bi ở cái phần đầu này rồi, thì cái phần cốt này sẽ không chỉnh được, thì chúng ta sẽ chỉ có chỉnh là khi mà bật pha lên ánh sáng pha mẹ ánh sáng cốt, ví dụ là nó đang xa nhau quá, bây giờ chúng ta muốn chỉnh nó gần nhau vào thì sẽ làm như thế nào. Thì anh em thì biết là trên sản phẩm của chúng ta này, khi mình ship hàng cho anh em thì mình sẽ tặng kèm những cái con ốc chỉnh như thế này, thì mỗi một bóng nó sẽ có 3 con ốc, thì khi đó thì anh em về anh em sẽ vặn vào đây đó, vặn vào đây. Nếu như khi cái phần ánh sáng pha nó xa cốt quá thì anh em sẽ vặn con ốc này, thì cái bóng nó đang thẳng này, khi anh em vặn như thế thì nó sẽ ngửa lên như thế này đúng không ạ? Khi nó ngửa lên như này thì cái phần cốt nó sẽ soi xa đó, khi chúng ta bật cốt thì ánh sáng nó sẽ soi xa, thì chúng ta sẽ chỉnh cái con ốc ở phía bên dưới cái pha đèn của chúng ta nó vặn ra, và chúng ta sẽ ẩn cái pha vào bên trong cái đầu đèn, thì cái bóng nó sẽ cụp xuống, cái bóng nó sẽ cụp xuống như thế thì phần ánh sáng cốt này nó sẽ gần lại, có thế thôi ạ. Và xin phép chia sẻ nữa là khi anh em có rất nhiều anh em đặt hàng những cái bóng này về mà lắp lên những chiếc ô tô á, thì khi lắp lên thì ánh sáng nó sẽ không cân nhau. Nó không cân nhau là gì thì anh em thì biết là cái ánh sáng của cái bóng bi này nó sẽ có cái đường cắt cực kỳ đẹp, ánh sáng cắt ngang, để cái phần cắt cốt nó sẽ cắt ngang. Thì anh em thì để ý cho mình là ở đây nó sẽ có hai cái phần con ốc đó, ở đây nó sẽ có cái phần lỗ dê khá là dài, anh em thì thấy là mỗi một bên này nó sẽ có 3 lỗ, bên này tương tự thế nó sẽ có 3 lỗ. Thì khi anh em lắp lên thì cái bóng có thể là nó thẳng như này, nhưng cái phần ánh sáng nó sẽ không cắt ngang đều, có thể là đầu này nó vách hoặc là cái bóng bên này nó cụp đó. Thì anh em sẽ tháo hai con ốc hai bên này ra, anh em xoay trái hoặc xoay phải như thế này để sao cho cái phần ánh sáng của hai cái bóng ở hai bên xe nó sẽ cân nhau. Nó khi nó cân nhau rồi thì anh em chỉ cần lấy cái tua vít nhỏ như thế này, anh em vặn nó vào là xong. Ở đây nó sẽ có những cái lỗ này, thì cái bóng này chúng ta sẽ chỉnh được ngửa và cúp cái bóng, và chỉnh xoay trái, chỉnh xoay phải, điều mà những cái bóng có thể là đắt tiền hơn thậm chí là không có cái tính năng này. Ví dụ cái bóng này gắn vào ô tô thì chúng ta sẽ phải cần cái tính năng này, còn trên xe máy thì mặc định của nó là một bóng rồi thì chúng ta cũng không cần thiết lắm. Nhưng khi lắp ở trên xe máy ấy, thì có thể là bạn thì thích cái phần ánh sáng phía bên này nó cao hơn hoặc là nó thấp hơn, thì chúng ta cũng vẫn có thể là sử dụng cái tính năng này. Còn thường là cái bóng này khi chúng ta lắp vào xe thì nó rất là đẹp rồi, chúng ta không cần chỉnh.
Thì cái tính năng này chỉ dành cho ô tô thôi. Về anh em gắn xe máy thì cứ thế là lắp vào. Và chúng ta lắp vào đâu đấy thì chúng ta sẽ xoáy cái quạt này vào. Thì có nhiều anh em hỏi là xoáy vào một hai gen này có được không? Hay là phải xoáy kịch vào? Anh em chỉ cần bắt được cái quạt này lên phần cái đuôi này. Còn cái chuyện là xoáy nông hay xoáy sâu nó không quan trọng. Nó vẫn cứ tản nhiệt để cho chúng ta. Đó, thì khi anh em lắp xong rồi thì anh em sẽ cắm cái này vào để cho cái quạt này nó được cấp điện nó chạy. Đó. Thì có nhiều anh em có hỏi mình là nếu như mà chả may cái quạt này nó cháy thì có ảnh hưởng gì không? Thì mình xin phép mình chia sẻ luôn là cái quạt này nó cháy nó cũng chả ảnh hưởng gì lắm. Bởi vì là cái phần đây thì anh em thì biết là nó những cái lá nhôm này nó sẽ tản nhiệt. Đó thì người ta làm những cái rãnh phay như thế này thì khi mà nhiệt nó từ cái bóng này nó đưa ra đây thì nó được cái lá này nó sẽ tản nhiệt đi, nó sẽ không nóng nhiều lắm đến cái phần trong cái bóng đèn này. Và có nhiều anh em có hỏi mình là tại sao mà những cái bóng theo xe này nó lại nóng ở bên trong cái đầu này, còn những cái bóng LED thì nó sẽ nóng ở trong đằng sau này nhiều hơn mà trong này nó không nóng. Thì mình xin phép mình chia sẻ luôn là với công nghệ chip LED thế hệ mới hiện nay, cái việc ánh sáng nó phát quang lên thì nó sẽ gây nóng, và khi gây nóng như thế thì cái phần nóng này nó sẽ được theo cái phần đuôi đi ra ngoài như thế, thì nó sẽ bảo vệ cho cái pha của các bạn nó không bị mờ ố do cái nhiệt của chính cái bóng đèn này nó đưa ra. Đó, như cái bóng zin ở trên xe này, khi anh em đi một thời gian có thể là 1 năm hoặc 2 năm chẳng hạn, là cái bóng này nó sẽ làm cho cái pha nó nóng lên và nó sẽ mờ theo ngày tháng. Còn những cái bóng LED này thì bản chất là cái phần trong này nó sẽ không nóng, nó chỉ ấm thôi. Còn nó nóng thì nó nóng ở ra đằng sau này. Tất nhiên là nó nóng thì nóng nhưng nó không bao giờ cái nhiệt lượng nó tỏa ra nó nóng bằng một cái bóng zin ở trên xe này đâu anh em nhé. Cho nên là nhiều anh em sờ đây thấy nó ấm ấm thì cứ sợ là nó bị chập cháy hay là nó như nào đó. Mặc định là nó sẽ phải nóng. Nó chỉ khác là cái bóng zin ở trên xe của các bạn nó sẽ nóng ở trong pha, còn cái bóng LED thì nó sẽ được nóng ở bên ngoài, đặc biệt là cái phần đằng sau này nó sẽ nóng ở trong này. Thì anh em chỉ cần lấy cái bình ắc quy anh em dí nó vào cái bóng này, thắp sáng một lúc thì anh em sẽ thấy là phần này nó chỉ hơi ấm ấm thôi, nhưng phần đằng sau này nó sẽ nóng hơn cái phần đằng trước này. Đó, cho nên là nó sẽ tối ưu, nó sẽ bảo vệ cái pha của các bạn nó không bị mờ, nó sẽ bền, nó đẹp hơn và ánh sáng nó đưa ra nó sẽ sắc sảo hơn, sạch hơn và nó tiết kiệm điện hơn. Còn những cái bóng như thế này thì ánh sáng nó đưa ra thì do nhà sản xuất họ đưa ra là những cái sản phẩm bóng như thế này nó sẽ rẻ tiền hơn, cho nên là chất lượng ánh sáng nó đưa ra nó chỉ được thế thôi. Cho nên là những anh em nào mà muốn nâng cấp ánh sáng thì có thể là lựa chọn những cái sản phẩm bóng, ví dụ là bóng L8 này, bóng GT. Cái bóng GT này anh em đặt hàng bên mình cực kỳ nhiều nhé. Thứ nhất là giá thành nó rẻ hợp lý. Thứ hai là độ sáng nó rất là cao. Đây là dòng Plus có độ sáng được nâng lên là 300%. Đây, tháng 12 2019. Bây giờ là 2020. Đó, đây cái mã của nó là K5 trên H4. Có ánh sáng là 6000K. Cái bóng này ánh sáng sạch sẽ, đẹp tinh tươm, giá thành hợp lý, cấu hình nhỏ gọn, đẹp, độ bền rất là cao. Rồi, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Hẹn anh em ở video clip sau. Video này khá dài nên là mong anh em sẽ thông cảm và chú ý theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại, mình là Kim Mô Tôn.